cục gỗ mà rờ rờ như rờ vợ thằng Đang này. nghiên Sao cứu thế? cục gỗ này anh. Cục gỗ này sao vậy? To Cục nhỉ? gõ. Gõ hả? Cục gõ đẹp Nếu lắm. mà theo kinh nghiệm làm gỗ 20 năm của anh thì đây là cục gỗ gõ Ba Chi Đúng rồi, gõ Ba phải Chi. Và không? cái này nó có cái đặc điểm là anh nhìn này, cái Ồ, phần đây nó tép ra này, khả năng nu chỗ khả này năng ha. nu này. Đấy, Khả với năng lại cái phần đây anh em mình nhìn thấy phần nào? nó khá là sáng, Để anh nên mở là rộng cái góc nhìn cho anh em họ xem dễ ha. đây là cái phần đây nó nhìn thấy nó những cái đường vân của nó anh em mình thấy nó chun á, Chun hả? Ví chun dụ nên là cái này nó sẽ bông bông rất là đã. trên video nhìn Cái không này khả rõ lắm. năng là phải dội nước vào thì anh em nhìn sẽ rõ hơn. Ừ. Đây anh em mình nhìn thấy những cái đường của nó chun, nhìn nó sáng lắm. Với lại đây anh em ngắm trên này này, đó, ngắm trên này là có cái phần đây nó tét ra anh em nhé, Ừ. tét ra này, đấy, nó nu này. Với lại bên bên hông, bên hông này anh em mình này, ụ ụ nhé, ụ rất là đã luôn. Bây giờ anh em mình cùng em theo dõi cái video này để em bào ra để kiểm tra thử xem nó có nu hay không. Ừ. Đấy, khúc gõ này nó cũng khá là to đấy anh em. Hiện tại bây giờ chiều rộng của nó đang là 1,3 m. Đâu quay lại kìa. Đây này, Chà. 1,30 m. Đó, Đứng lên. và cái lườn đứng đây thì 1,20 m, 1,20 m đi. Không biết là liệu nó có ok không? Tim thì cũng khá là được đấy. Tim nhìn Làm cũng sao đẹp chứng lắm minh anh nó em đạt ạ. 20 m? Quay đầu tiên À, bên đây phần luôn phần hả? đầu bên này nữa anh em ngắm nhìn bên đây, bên này có vẻ là nó bình thường thôi, nó không Chỗ không đây có nó có nu, vấn đề gì không ta? nhưng mà đầu bên kia thì ạ. Chỗ À, nào đây? cái này thì nó là một cái đường tròng nó bóc qua tới bên kia rồi. Nó bóc qua bên kia luôn rồi. Nên là xẻ thì khả năng sẽ phải xẻ theo cái hướng đây này. Nó bóc cái đây là bóc thẳng qua bên kia luôn. Cái phần tim nó cũng trễ ở bên dưới, anh em mình có thể theo dõi cái phần tim bên kia kìa, nó nằm ở Tiền bên kia dưới nó đây. chạy xuống dưới rồi Thì đúng anh em không? mình sẽ lấy theo cái hướng này thì anh em mình lấy được những cái hàng đẹp. To rồi đúng không? Cục gõ như thế này là cũng thuộc diện rất là lớn đấy anh em ạ. Khá là đạt rồi đấy. Rồi anh em mình cùng em theo dõi hết video nhé, để bên em kiểm nghiệm xem cái này có nu không ạ. Có gì ạ? Vân thì tương đối là dày rồi đó anh em. Mình đang cược là cược Chỗ này thì không có nu. Nãy anh em xem thì có thể khả năng đầu bên này không có, nhưng mà những cái mảng đây nó sẽ đóng được. Vân bông, chỗ đấy là bông rồi đấy. đang khá là hồi hộp anh em, không biết là Văn sẽ ra gì đây. Mà hiện tại thì thấy Văn cũng đang khá là dày rồi. Cây này khô quá rồi, khô hết rồi, nhìn nhìn cái mặt xưa rồi thấy là nó khô lắm. Có nu rồi đấy anh em mình. À, vậy nó đóng đóng theo cái chuyện này này, đóng dọc theo đây này, giống như cái chặng cá ở giữa là có, ở hai bên là ít. Có này, có nuôi rồi. Sống như nào chưa biết, nhưng mà cái mảng đây là anh em thấy là nó có nu rồi đây này, có nu.
khả năng là nó đóng theo cái chiền. Vâng, rất là dày đấy. Sáng bu đây rồi. Đóng theo chiền giữa này. Bên hông này thì phải ít. Vẹo vò ở đây này, bu hết này. Nu này mới đẹp này, chân này là chân 3D luôn này. Nhổ tí nước miếng này, cho tí nước nhá. Đây này, này. Chưa tạt nước nhưng mà mình đã thấy văng nó rất là dày rồi này. Mẹ nó cứng lắm, nó khô. Nu rồi. Cứng nó khô. Khô quá nhỉ. Và cái sai là tính gì bằng cầm tay ăn thôi. Cái bật đây là chắc ăn là tu rồi. Anh em lo quá nhỉ. Anh em để chút nha. Nhưng mà chỗ này mình đã thấy nó 3D rồi này anh em ha. Hai trăm nước đê mà từ ba đê chỗ đây cái chuyện này là khó lắm chẳng ăn trời ơi bắt đầu ta đây tạm ứng lời thử cái đầu bên này khác nào kiểu cả tượng đỏ tập chờ đã đây đây cũng đâu này cả nó không có em đánh giá chỗ này này có đây này đây có này thử thử giữa này thì có lắm chờ chờ chủ yếu là nó phải đều cho chứ làm một cái góc buồn wow rất đặc biệt nha chụp bông này ba đê rất là to đấy hoa mày trong này thì bông hơn rồi thế rồi cái này ba đê thôi rồi rõ luôn ba đê đang bảo ôi trời đang chết rồi ba đê anh em ơi mẹ mẹ nó cho mê bảo liêu 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 phu nhất mà phu tạ mà ơi ôi trời ơi ui giời mình tưởng đầu này không ấy chứ đầu này kinh khủng hơn mới đúng rồi. Cái này mới là 4D, cái điểm của 3D. Bên này qua đằng bên này, qua bên này vẫn được. Bên này nhìn lại cũng được rồi. Đây ngang lên xem cái này là giá cao này. Kinh 3D nó này. Đây bằng. Coi sức cân đi. Tập trung nhìn đã quá anh em ạ. Thế được không? Phải làm sao đây? Được chứ. Đây. Ôi giời ơi, nhìn này. Chỗ này khỏi cần phải test nữa luôn này. Ngày rồi. Cần cứ vào đi. đứng nhá, nó không cần đứng đâu. Đúng rồi, mấy ông ra kia ngồi. Rồi bà đi, bà anh đi. Anh cho anh đến ông xin mua cơm mỗi năm ơi. Cô tết cho anh gái. Đúng rồi. Mới coi nào. Nam mới coi nào. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là Triền quyết định này. Bởi vì anh em nhìn thấy không, cái phần tim nó nằm bên dưới này mà bên kia nó lại có đường tròng dọc đây nữa. Thì hướng sẽ chính sẽ là hướng này. Còn nếu mà kênh thì cũng chỉ được một vài tấm ở đây là mấy nu thôi. Còn hướng chính sẽ là hướng này này. Hướng này có 3D không? Đừng đùa. Không có 3D. Ý là nó nu nhưng mà không có chân 3D. Cũng sụp đi. Ai bảo không có. Ở giữa nó còn cứ đầy mà. Nó nổ ra rồi kìa. Đây nút luôn đừng để cột dây lại hai anh em giật. Nú hết. Nhìn lên ngoài đấy kìa. Nhấc mẹ hai xe đi. Thử đây phát anh Trung à. Đi nùi ra kia để xong tao. Nhưng mà có một mảng không có này. Em cho một tí này. Chỗ này không có, đây này có. Em bảo sụt đầu đi mà.
cái mẹ ở đây à? Ừ, bao xung đầu đấy rồi. Cái nó này ăn hay nhỉ, nó ăn linh tinh nhỉ. Không đẩy lên như vậy ấy. Đẩy đẩy ra ngoài luôn. Đẩy ra ngoài luôn. Anh rồi luôn cả dưới nó cũng nổi đấy. Cả cả những cái chỗ ấy nó vẫn nổi đấy. Vậy là sao cái lại đâu nhỉ? Cây này nó bị bệnh. Đột biến hết trong. Đây 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 chỉ để chia cái chia nó còn rồi. Đây. Ở đây này, cái này là nhưng mà cái khúc đẹp nhất vẫn là ở đây này. Đẹp nhất đây. Rất là dài nhá. À. Từ đây hắt ra vẫn còn cái phần này, cái phần này nhìn nó sáng chưa? Rồi nước thử cái này nó nổi lên này. Có sắp nến không ăn nước rồi. Có sắp nến bôi đầu rồi. Đấy được. 2 tấm rồi. Thôi. 2 tấm. Anh mẹ hết bà rồi.